Chào các bạn, trước mắt các bạn là chú heo heo con nhảy múa còn lại, và anh Phi sẽ phải hóa thân nó thành cái đèn trung thu. Và anh Phi đây, khi nãy thì anh Phi đã quay cái cảnh anh Phi test hai cái chú heo này rồi, và anh Phi đã bỏ cho một cái cán đèn vào cái con heo màu cam rồi, và bây giờ anh Phi sẽ cho cái cán đèn này vào con heo màu xanh. Thì cán đèn trung thu này nó có rất là nhiều loại, có loại thì có cái móc này để móc vào những cái sản phẩm đồ chơi pin mà nó sản xuất chuyên cho Trung Thu luôn, thì ở trên này nó sẽ có một cái móc để chúng ta móc vào. Còn nếu không có cái móc thì rất là dễ, các bạn cứ hoặc là phía bên trong này nó không có con ốc ở giữa thì các bạn để cái mấu này để cho nó kẹp cứng lại phía trong. Còn nếu nó có cái mấu ở giữa này, có con ốc ở giữa này thì chúng ta chỉ cần bỏ vào thôi, và nhiệm vụ của anh Phi là sẽ gỡ cái móc này ra, và anh Phi sẽ dùng vít để anh Phi mở ba cái con ốc này ra, và nhóm ba ốc này ra thôi, chỉ con ốc giữa là chúng ta mở ra hết ha. Đó, đây mở ra luôn rồi, và một cái nhân vật gọi là búp bê Bruzen tại cửa hàng Abo, và anh Phi cũng muốn làm nó thành cái đèn trung thu. Anh Phi chỉnh sửa làm thành cái đèn trung thu chơi cho vui ha, trưng bày tại cửa hàng Abo. Tại bạn Bruzen, hàng này là hàng trưng bày mẫu, nó cũng đã ở đây lâu rồi, cho nên là anh Phi cũng làm một cái gì đó mới mẻ cho các bạn này ha. Rồi anh Phi chỉ cần anh Phi mở cái lồng này ra cho nó to to chút xíu, anh Phi đưa vào giữa hai con ốc ha. Ở đây nó có một cái đấy rất là dễ. Rồi xong, anh Phi sẽ cần gắn con ốc lại thôi là nó trở thành một cái đèn trung thu của cái cán. Và sau khi các bạn chơi mùa trung thu xong, hoặc là chơi từ đây tới trung thu xong, thì các bạn có thể gỡ cái cán này ra để dành đó để gắn cho những cái con thú khác, hoặc là mai mốt các bạn không thích cầm chơi nữa, các bạn thích xách đi chơi thì gắn trở lại ha, không có gì hết. Và nhiệm vụ của anh Phi là hướng dẫn các bạn làm chuyện này một cách đơn giản. Đây ha, thật toàn ten ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ cho nó vào tủ trưng bày. Rồi xong, vào tủ trưng bày rồi. Mục đích của anh Phi là xử lý cái cô búp bê này, xử lý cái cô búp bê Frozen này trở thành một cái đèn trung thu. Mà cái đèn này anh Phi không có bán, anh Phi chỉ trưng bày chơi vui ở cửa hàng thôi. Và đây chính là cái cán đèn mà anh Phi sẽ phải gắn vào. Ở đây nó có một cái đèn, và nhiệm vụ của anh Phi là sẽ phải gắn vào đây. Phải gắn vào đây. Một là cái đèn này nó vào cái thân của con búp bê, hai là cái đèn này nó sẽ vào phần đầu của búp bê. Và bây giờ anh sẽ gỡ thử cái đầu ra, anh cho cái đèn vào coi coi nó đẹp không ha. Nó sẽ sáng lên, chờ xíu anh sẽ tắt bớt cái đèn đó. Đây nó có ánh sáng rồi, nó hát hò rồi luôn ha. Quay cái mặt lại ha. Hoặc là anh Phi sẽ cho cái đèn này vào cái thân này ha, cái thân này nhưng mà cho vào cái đầu thì nó sẽ đẹp hơn các bạn. Nhưng mà bù lại anh Phi sẽ phải khoét một cái lỗ trên cái anh Phi khoét một cái lỗ trên cái đầu của búp bê ở đây, khoét một cái lỗ đây để nhét cái pin vào, hoặc là nhiệm vụ anh Phi phải khoét cái lỗ ở trên cái con búp bê này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có hai cách để làm, mà cái cách mà nhét cái đèn vô trong này thì nó sẽ dễ hơn ha, dễ hơn trên cái đầu, tại vì nó bằng nhựa này nó dễ moi hơn. Ở phía sau lưng này nó cũng sẽ có một cái cục âm thanh. Cái sản phẩm này anh Huy cũng đã hết rồi các bạn ha. Đây, cục âm thanh ở đây nè. Nó không hát nữa do nó có khả năng là nó hết pin rồi. Anh Huy lấy ra đi ha. Do hàng này là hàng trưng bày cho nên anh Huy lấy cục này ra luôn. Đấy, thì ở chỗ này nó sẽ có cái lỗ, anh Huy thử bỏ vô coi nó có đủ sáng không. Cũng rất là dễ thương. Rồi, nhiệm vụ của anh Huy là sẽ cho cái này vô đây. Thì anh Phi sẽ cắt bỏ cái cục này đi, cái cục này cái gù nó lớn quá ha, nó không có đẹp. Các bạn không tự làm ở nhà nha, các bạn làm ở nhà các bạn cắt trúng tay các bạn ha, anh Phi không có thường cho các bạn đâu nha. Rồi đây, cắt bỏ cục màu vàng này đi, và nhiệm vụ của anh Phi là bây giờ là phải nhét cái đèn này vô cho bằng được. Nhưng mà cái đèn này nhét vô thì nó có cái nút thắt chỗ này, anh Phi sẽ gỡ ra luôn. Và nhiệm vụ của anh Phi là moi một cái lỗ qua chỗ này để anh Phi nhét vào ha. Rồi, và nhét vào, vậy thì nhiệm vụ của anh Phi sẽ phải moi.
thì hai, một là anh Phi ghim cái mỏ hàng lên nóng anh Phi moi, hai là anh Phi tự moi chỗ này luôn ha. Đây, moi luôn ha. À, do nó bằng nhựa cho nên anh Huy môi rất là dễ, nhựa mà nhựa mềm nữa chứ. Đấy, và anh Huy sẽ nhét cái đèn này vào đây ha, chưa có đủ lớn cho nên là nhiệm vụ của anh Huy là phải môi to hơn, nhưng mà anh Huy nghĩ tới cái chuyện anh Huy sẽ bấm ở đây một lỗ ha, rồi sẽ nó dễ dàng hơn đó. Rồi chưa ha. Rồi nhiệm vụ của anh Huy là thắt cái nút lại chỗ này để nó không có bị tuột cái bóng đèn ra ngoài à. Nhưng mà thao tác ở tầm ngắn này nó cũng sẽ rất là khó để mà thao tác ha. Đấy. Đây ha. Rồi đâu ha. Cái đèn tuy là nó sẽ không nằm được ở giữa như các bạn mong muốn, nhưng mà cũng tương đối xinh xinh đẹp đẹp các bạn ha. Rồi mình gài cái áo lại để che cái lỗ lại. Đấy, đây nào. Nhưng mà nó hơi xéo xéo không bút bê nhưng cũng không sao ha. Cũng dễ thương xinh xinh đấy không nào. Rồi đây đó. Mình có thể chế từ những cái món đồ chơi của mình lại trở lại thành đèn chúng tôi cũng được, chỉ cần có cái cán đèn này thôi ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở một cái clip khác ha.